Xin chào các cô, chú, anh chị và các bạn đang xem video. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video giới thiệu đến cái chai thuốc mà do em chiết ra từ cái chai thuốc kích rễ của Thái Lan. Thì công dụng chính của nó là kích rễ, và cái thứ hai của nó chính là cái nuôi dưỡng cái bộ rễ và làm cho cái lá của mình trở nên xanh mượt hơn. Và công dụng thứ ba của nó đó chính là dưỡng hoa. Thì khi mà đối với cái lan hồ điệp thì các cô chú anh chị, trong mùa này nó sẽ là mùa đang nụ tết, thì các cô chú anh chị có thể phun tới cái chai thuốc mà do em chiết ra này của Thái Lan, thì nó sẽ giúp cho cái nụ hoa của mình nó ra hoa được sai hoa to hơn, và cái hoa của nó rất là khỏe. Thông thường các cô chú anh chị thường á mua cái cây lan ngoài quán về thì nó đang ở trong một cái môi trường của cái vườn người ta là đầy đủ thuốc men, nhưng mà về nhà của mình á thì nó sẽ nở những cái hoa ở dưới gốc rất là tốt, nhưng mà những cái hoa trên ngọn nó sẽ bị yếu đi, và nó có thể là nó bị vàng nụ, rụng nụ, và nó không có ra cái tất cả các hoa trên cái ngọn nó được. Do vậy thì các cô chú anh chị có thể dùng cái thuốc này để bổ sung cái dinh dưỡng và giúp các cái ngọn hoa nó được khỏe hơn. Và cái công dụng chính mà em muốn lưu ý các cô chú em muốn lưu ý đó chính là cái việc kích rễ của cái cây lan này, của cái chai thuốc này. Thì đây là cái chai thuốc siêu kích rễ của Thái Lan, và nó thì nó bán cái chai rất là lớn, nó bán cái chai mà 5 lít đến 10 lít. Do vậy mà đa số nhà vườn thì họ mua những chai lớn như thế này về dùng, còn các cô chú anh chị thì không thể nào mà dùng hết một cái chai lớn như vậy được. Cũng vì vậy mà em đã chiết ra những cái chai nhỏ như thế này để cho các cô chú anh chị mua về sử dụng. Thì một cái chai như thế này là 20ml, các cô chú anh chị có thể sử dụng là 30 giọt cho 1 lít nước. Thì cứ phun lập hàng ngày, nếu mà có cô chú anh chị mà để kích rễ thật nhanh á thì phun lập 3 ngày một lần với 30 giọt cho 1 lít nước, và mình phun 3 ngày một lần, có thể phun vào buổi sáng hoặc buổi chiều tối. Thì hiện tại đang có xe, gần nhà có xe nên mọi người thông cảm nha. Còn nếu mà các cô chú anh chị mà dưỡng cây cũng như dưỡng hoa, khi mà cây của mình nó đã ra rễ như thế này rồi thì mình không nhất thiết phải dùng thuốc kích rễ nữa, mà thay vì đó mình sẽ dưỡng cái cây của mình để cho cái lá nó được đẹp hơn và cái hoa của nó ra đều hơn. Thì mình sẽ chuyển sang phun tới 20 giọt cho 1 lít nước, và mình cứ phun tới lập tầm khoảng 3 ngày một lần hoặc là 5 ngày một lần. Em thường là tới 3 ngày một lần. Đó, thì cái cây của mình nó sẽ dưỡng được lá tốt hơn. Thì cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi các video em làm từ trước nay. Và đây là một cái chai thuốc mà em thấy rất là tốt, và em đã chiết ra để cho các cô chú anh chị sử dụng. Thì giá của nó là 15.000 một chai, và các cô chú anh chị có thể mua qua Zalo của em hoặc là nhắn tin về cái số điện thoại của em đây, và em có thể là gửi thuốc cho mọi người nha. Thì mọi người có thể mua 2 chai về sử dụng đây đến Tết là vừa nha. Thì cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video của em. Xin chào mọi người.